tên gọi là đào hải đảo ở Quảng Ninh, Úc Mỹ. Trước đây thì là ở bộ đội, sau đó chuyển sang ngành than, và tôi đã nghỉ hưu. Sau khi được con rể tuyên truyền cho đi theo học cái lớp này thì 3 buổi thì tôi đến được các thầy và tất cả các đồng 6 buổi. À, 6 buổi thì là học tập thì tôi cũng đã ghi nhận một số cái kết quả. Thế trong bản thân tôi thì đầu tiên thì là tôi bị đau lưng. Đấy, bị đau lưng. Thế sau khi đó thầy đưa lên để mà thực nghiệm bấm huyệt và đồng thời những các làm các điều khác thì tôi thấy là cái chân nó hẳn đi. Và thứ hai nữa là hôm nay này buổi cuối cùng thì lại được thực tập lại, tức là cái chân và cái lưng nó không còn, tức là tê như mọi ngày mà cảm thấy nó sảng khoái và dễ chịu. Thế đấy, rất cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta phải khai thông rồi chúng ta chuyển khí, chắc là chú yếu hơn chân này yếu hơn rồi. Ok, thì mình coi như đây là như một người bị thần kinh tọa trước, đúng không? Thì đầu tiên mình phải chuyển khí, đúng không? Chuyển khí thì chú khóa giúp cho cháu thế này, rồi và keo bóp hẳn 5-6 cho cháu. Rồi ok, thì đầu tiên này mọi người chúng ta phải nhớ chú ý xử lý cái chân ấn này phải cho nó mềm này. Mọi người ấn lên này nó có tác dụng là dồn máu vào cái gan bàn chân rất là nhiều. Ok cháu, ấn khoảng vài cái mà cho nó mềm. Mọi người bật như cái dây đàn này, cái khe này. Vâng, cái khe đấy, cái khe khớp đấy, 5 cái rồi mình vòng lại là 3 vòng rồi mình bật này, như dây đàn. Ok, đây mọi người sẽ thấy này, cái kim quy nhé, thì đây là cái ngón út đây đúng không ạ? Cái khớp ngón út nằm đây đúng không ạ? Thì cái kim quy nằm đây này. Ok, còn cái nhất thốn này thì nằm ở mắt cá trong, thì mọi người sẽ nhìn được đây là cái mắt cá trong đúng không? Cái điểm cuối của mắt cá trong đây đúng không? Kéo xuống nó nằm ở cái khoảng trung gian giữa cái trắng đỏ đấy, cái đường trắng đỏ ở trong này, thì ở đây là hai cái đường. Đây là cung hai. Không ạ, đây là nhất thốn. Ok, đây là mắt cá này, phía sau, phía trong này, đây, dụ mọi người nhìn bên này luôn cho nó dễ này. Đây là mắt cá này, phía sau mắt cá đây đúng không ạ? Thì cái phía mắt sau mắt cá kéo xuống đến đúng đường trắng đỏ, cái này nhất thốn. Thì đây là nội huyệt này, kim quy phía bên này là hai này, thì mình khóa một cái, mình đẩy một cái lên. Thì những cái người mà người ta đúng là người ta bị thần kinh tọa đấy, người ta sẽ cảm nhận có cái đường nó chạy từ đây chạy lên thẳng bao nhiêu. Ok chưa? Thì mình sử dụng yên như cặp chỉ thế là khóa một cái đẩy một cái, rồi khóa một cái đẩy một cái, rồi đẩy cả hai cái. Ok chưa? Cách làm là gì? Dây vào cái queo này, queo làm cái nó mềm ra. À, chung. Còn vì chân bên này đúng không? Vâng, chân đâu. Vâng, chân bên này trước. Đây, chạm vào đây, xong rồi là ta bắt đầu vào những cái bí viền này, bí viền 7-8 này. Còn người tác động vào biến huyệt thì nó làm nó dồn máu vào cái đầu gối. Đầu gối già, việc người ta còn vào những bí viền. Chú ý là cái 1-2, sao là nó làm xung hả? Ép cái này vào tận cùng, sát vào. Xong rồi là tác động vào thẳng lên trên này. Còn tại chặt trên đây thì nó là cái khu vực này, nó có 3 điểm này. Còn tại đè dưới thì thế này, trong trường hợp mà tác động vào cái huyệt tại chặt trên tại đè dưới này, nó có một cái điểm nó đau thì ta day một lúc cho người ta hết đau. Cái này đau này, day một lúc nó sẽ hết đau đi, tức là đau là nó bị bế tắc, nhưng mà day một lúc là nó sẽ giảm từ 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 nó sẽ hết, thì coi như là nó khai thông. Đây là lưu ý nữa. Sau đó xong chân này thì nó chuyển sang bên kia, kẹp vào, cũng đẩy lên, sát vào. Sau đó ta tác động các cái bí huyệt 7-8-1-2, tất cả các bí huyệt này ta tác động hết. Thẳng bóp này lên, bây giờ là tả chặt trên. Đây, chân trên có 3 điểm. Đây. Chỗ này đâu vậy? Chỗ này đâu vậy? Chỗ này mà dây bóp vậy? Thấy đầu gối này đến kết. Mọi người chia khoảng tầm dây một lớp là ba cái là thực ra nó nằm ở đúng ở cái khe cái gân này. Đấy, nó sẵn sàng cho nó là cái khe cái gân đấy, chơi đấy. Sau đó là khu chè là cái khe của cái ta khóa bên này ta đẩy bên này, xem này ta khóa bên này ta đẩy bên này,
con chỗ này nào đâu có điện ba cái này đâu cái gì đây nhiều bên này đây mà lúc nào đó bên này là hết cao nóng thành phần bên này cái khớp của cái hán ấy cái khe của cái hàm nhé, nó có cái đường cái xương nó chạy xuống. Và sang thì nãy cho nói là làm cái khoeo, khoeo là nó mềm cái khoeo này ra, tác động vào các cái gân cơ, động mạch, tĩnh mạch, sau đó là ép cái này xuống, chính là cái hoàng khiêu, hoàng khiêu là tác động vào hệ thần kinh. Thẳng vào đây, thẳng lên cái chân mà người ta không tới được ấy thì là một cái dây vừa ép ép là xoay xoay tầm khoảng 10 vòng xoay từ trong ra ngoài một môn này đây hai cái hố này đó tác động vào đây tác động vào đây dưới nữa tác động vào đây thế còn làm kỹ thì là nó liên quan đến hệ gân cơ của các cái gân này là ở khu vực trên này thì nó là ở khu vực dưới này đúng không và khu vực cuối cùng này là nó tác động lên khu vực cổ bánh bốn thì lên cổ này ba thì lên trên hai thì là lưng cổ và một thì là ở thắt lưng cách làm như vậy và gấp cái chân này không tròn thì là mình giữ cho người ta tập người ta ngồi bấm rồi đấy đứng lên ngồi xuống đứng lên